Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, ngày mùng 1 là một ngày trọng đại của tháng. Dân gian vẫn quan niệm, nếu như ngày này gặp được may mắn thì may mắn sẽ kéo theo cả tháng. Trong ngày này mà gặp những chuyện xui xẻo thì vận đen này sẽ kéo theo bạn cả tháng hoặc lâu hơn nữa là cả năm. Vậy trong 12 con giáp, đây là những tuổi sẽ gặp đại hạn vỡ nợ trong ngày mùng 1 tháng 9 âm lịch. Những tuổi này không biết vận xui từ đâu kéo đến. Tiền đến tay rồi lại mất trắng, công việc thì luôn có kẻ rình rập phá hoại, chuyện tình cảm thì lắm muộn phiền. Đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 9 là ngày nhâm ngọ, nhâm thủy khắc ngọ hỏa. Đây là một ngày hung nhật. Những con giáp xui xẻo mà gặp ngày này sẽ xui xẻo bội phần. Bây giờ chúng ta cùng đi vào tìm hiểu xem những tuổi nào xui xẻo nhất trong ngày 1 tháng 9. 1. Tuổi Tý. Đầu tiên ta xét những gia chủ tuổi Tý. Trong những ngày cuối tháng âm lịch, đầu tiên ta xét là những gia chủ tuổi Tý. Trong những ngày cuối tháng 8 âm lịch của tuổi Tý, công việc không thuận lợi do lâm kiếp tài, có điểm tranh đoạt, đấu đá, ghen ăn tức ở nhau trong cạnh tranh, làm ăn thời gian gần đây. Có những người bề ngoài có vẻ thân thiết với bạn, nhưng bên trong âm thầm muốn bạn sụp đổ. Đường tình cảm lâm tương xung nên tinh thần không ổn định, tính khí nóng nảy, cực đoan, nhân duyên khác giới tuy tốt nhưng lại không biết tiết chế cảm xúc. Đôi khi những người tuổi Tý ăn nói khá bộc trộm, làm mất lòng người trong nhà nhưng thực ra bạn không có ý xấu. Vậy nên bạn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn để hóa giải, giúp cho vận trình năm được thuận lợi và hanh thông. Tiền bạc từ đó mã cũng kém may mắn bội phần nào vì cục diện thủy khắc họa. Con giáp này chi khá nhiều tiền trong mua sắm, ăn chơi. Thời gian tới, nhiều người mời đám nên khuyên Tý hãy chi tiêu sao cho hợp lý. Đó là con giáp xui xẻo đầu tiên trong ngày 1 tháng 9 âm lịch. Con giáp xui xẻo thứ hai ta xét đến là những người tuổi Mão. 2. Tuổi Mão. Tuổi xui xẻo tiếp theo là những người tuổi Mão. Trong ngày hôm nay, 1 tháng 9, có thương quan lâm vận nên công việc của Mão khá chật vật và khó khăn. Cẩn thận coi chừng mất chức, bị đuổi việc, thôi học vì bất cần. Lời khuyên cho bạn là nên cư xử hòa nhã, đừng quá kiêu ngạo, một điều nhịn chín điều lành. Để hóa giải những thị phi xung sát, người tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi. Đây là pháp khí phong thủy chuyên hóa giải thị phi xung sát của năm, giúp cho vận trình năm được hanh thông thuận lợi. Vận lâm tương phá nên trong anh em họ hàng dễ có lục đục ghen ghét lẫn nhau. Tuổi này không được nhờ vả người thân nhiều, toàn tự lực cánh sinh bươn chải. Nhiều người xa quê nhờ vào bạn bè và hàng xóm nhiều hơn anh em ruột thịt. Mặt tiền bạc may mắn hơn mọi người nhờ cục diện hỏa sinh mộc. Người theo lĩnh vực kinh doanh buôn bán sẽ nhận được nhiều lời mời hợp tác. May mắn hơn thì được cho số lộc hoặc được trả nợ. Đó là con giáp xui xẻo thứ hai. Tiếp đến ta xét đến con giáp thứ ba, đó là những người tuổi Thìn. 3. Tuổi Thìn. Tuổi xui xẻo thứ ba không thể không nhắc tới là những người tuổi Thìn. Trong ngày 1 tháng 9 âm lịch, người tuổi Thìn gặp thiên quan nên những xui xẻo xảy ra trong công việc gần đây chủ yếu liên quan đến chính quyền, cấp trên, bức xúc mà không nói ra được. Bạn làm đúng 100 lần mà không ai thấy, nhưng chỉ cần làm sai 1 lần là người ta có cớ để nói. Vận tình cảm có bước tiến triển mới nhờ hỏa sinh thổ, bạn không còn thiếu tự tin về bản thân, đây là một dấu hiệu vô cùng tốt. Nếu chưa có người yêu thì bạn nên tới các buổi gặp gỡ, tụ tập bạn bè vì có thể gặp được bạn đời của mình trong những dịp đó. Bên cạnh đó, để tăng cường nhân duyên và hòa hợp các mối quan hệ, hóa giải thị phi xung sát của năm, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn để hóa giải. Đó là con giáp xui xẻo thứ ba. Con giáp xui xẻo tiếp theo không thể không nhắc đến là người tuổi Tuất. 4. Tuổi Tuất. Trong ngày hôm nay, 1 tháng 9 âm lịch, dự báo tuổi Tuất gặp thiên quan chiếu vận, cẩn thận kẻo có người đứng sau âm thầm hãm hại trong công việc, đi làm tốt nhất không nên thân với ai quá mức, khi về nhà cắt hết liên lạc với công việc để thời gian đó nghỉ ngơi là tốt nhất. May mắn là có tam hợp trợ lực nên bên cạnh bản mệnh vẫn còn nhiều người ủng hộ. Nếu bạn và người ấy ở xa nhau, hôm nay cả hai sẽ có dịp được gặp lại. Bạn có những chuyến đi xa thú vị và gặp được những người rất đáng yêu.
Nhờ cục diện hỏa sinh thổ nên con giáp này cũng may mắn đường tiền bạc. Đây cũng là ngày thuận lợi để khởi động các dự án quan trọng, khai trương, đi làm ăn xa để tăng thêm thu nhập. Để tăng cường vận may cho bản thân, những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp cho tài vận được hanh thông, công việc gặp được quý nhân giúp đỡ. Đó là con giáp xui xẻo thứ tư. Con giáp xui xẻo cuối cùng trong ngày hôm nay là những người tuổi Hợi. Năm tuổi Hợi. Công việc của bản mệnh trong ngày kém may mắn do lâm kỷ kiên. Điềm báo thời gian tới, sắp có tranh giành, đấu đá lẫn nhau trong công việc, Hợi nên cẩn thận. Có người nhìn bề ngoài hiền lành nhưng bên trong thâm độc, không thích bạn hơn họ. Vì thủy khắc hỏa nên tình cảm cũng kém may mắn. Cuối tuần nên hạn chế đi xa và đến những nơi đông người, tránh tụ tập ăn nhậu để hạn chế nguy cơ sinh sự vô cớ. Họa đến từ người lạ mà bạn không ngờ tới, vậy nên để hóa giải những hung họa này, những gia chủ tuổi Hợi hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hóa giải những điểm xui xẻo, mang lại may mắn và tài lộc cho gia chủ. Trong ngày 1 tháng 9, những gia chủ tuổi Hợi nên hạn chế tới những nơi đông người, nên tránh mang nhiều tiền mặt, đồ có giá trị vì có nguy cơ bị mất mát, hao hụt. Ngoài ra, con giáp này cũng nên hạn chế mua sắm phục vụ nhu cầu cá nhân khi không cần thiết. Đó là con giáp xui xẻo thứ 5 trong ngày 1 tháng 9 âm lịch. Thưa quý vị, bên cạnh những con giáp xui xẻo thì trong tháng 9 âm lịch cũng có những con giáp khá may mắn, họ làm gì cũng thành công và thuận lợi. Và đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi. Con giáp may mắn đầu tiên là con giáp người tuổi Sửu. Trong ngày hôm nay, những gia chủ tuổi Sửu được chính quan nâng đỡ trong đường sự nghiệp. Nhưng bạn đang chờ tin tức xin việc, tăng lương hay thăng chức, thi cử thì thời gian tới sẽ có nhiều tin vui chào đón. Các bạn hãy tự tin vào khả năng làm việc của bản thân. Đường tình duyên lâm tương hại nên tính cách con giáp này khá bi quan, hay suy nghĩ nhiều. Các bạn nữ thì sáng nắng, chiều mưa, không thoải mái với nửa kia, dễ dẫn đến chia tay. Vậy nên để hòa hợp lại mối quan hệ cũng như tăng cường nhân duyên và tài lộc, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu. Đây là pháp khí phong thủy chuyên hóa giải vận xui và tăng cường tài lộc cho gia chủ. Tuy trong đường tình duyên không được sáng sủa cho lắm, nhưng bù lại mặt tài lộc rất may mắn nhờ cục diện hỏa sinh thổ. Vào thời điểm cuối ngày, có thể bạn sẽ có tin tức hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bạn bè, có tài lộc quà cáp hoặc được mời đi ăn tiệc. Con giáp may mắn thứ hai là những người tuổi Tỵ. Ngày 1 tháng 9 này, những người tuổi Tỵ được tam hội cục giúp đỡ, nên công việc đỡ vất vả hơn hẳn, người đi làm ăn xa hay có quý nhân giúp đỡ. Rất có thể con giáp này còn nhận được lời mời ăn uống cùng đồng nghiệp, nếu sảnh hãy thoải mái nhận lời. Tình cảm không có biến động như hai hành hỏa tương hòa, bạn may mắn có một cơ hội lành lặn và gia đình đầy đủ. Đó là phước lớn đáng trân trọng mà bao người thèm muốn. Đi ra ngoài cư xử nhã nhặn nên chẳng mấy khi bị chỉ trích. Đường tiền tài có thiên tài chiếu mệnh nên dễ trúng thưởng, được cho số lộc hoặc trúng sổ số, lô đề. Cái gì dễ đến thì cũng dễ đi. Khuyên Tỵ không nên tham gia vào mấy trò lô đề cờ bạc quá sâu, rất nguy hiểm. Chính vì thế mà bạn cần luôn mang theo bên mình vòng tay, tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, chiêu may mắn, bình an và tài lộc đến với mình. Con giáp may mắn thứ ba là những người tuổi Ngọ. Ngày 1 tháng 9 này, dự báo mặt công việc tuổi Ngọ có chính tài nâng đỡ, nên tin vui gần đây chủ yếu liên quan đến lương thưởng, bảo hiểm, quyền lợi của bạn. Mọi chuyện đều có cách giải quyết của nó, chỉ cần con giáp này được sự tỉnh táo và sáng suốt là đủ. Tình cảm chịu ảnh hưởng bởi sự hình nên tuổi này hay suy nghĩ, khá mệt mỏi vì người nhà, không biết chia sẻ cùng ai. Kể cả các bạn trẻ đang yêu mà không dám bộc lộ suy nghĩ, tâm sự riêng thì mối quan hệ cũng chẳng kéo dài được lâu. Để hóa giải, những gia chủ tuổi Ngọ cũng phải nhớ luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần Ngọ Tuất. Vận tiền bạc ổn định nhờ hai hành hỏa tương hòa, bạn cũng đang chờ được cấp trên chú ý nên hãy tiếp tục phát huy, chủ động thể hiện tài năng vốn có và học hỏi thêm kiến thức mới. Đó là ba con giáp may mắn nhất trong ngày 1 tháng 9 âm lịch. Quý vị thân mến, trên đây là những con giáp xui xẻo gặp vận hạn liên miên trong tháng 9 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong 5 con giáp ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để chia sẻ cho mọi người cùng biết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.